anh em, hôm nay ngày nghỉ này, sinh viên sinh việc về hết rồi, chả có trò gì, hôm nay lạnh buốt giá luôn. Tôi chơi món gà nướng này, gà nướng giống đợt trước cá thì nhiều lắm rồi, cá chán rồi. Đây vẫn còn lọ ruốc cá to vừa vã anh em này, đấy lọ ruốc cá to tướng này, chán cá rồi bây giờ chơi ra gà, mua con gà trống 1 cân 7. Đấy. Sả này, gồm có sả lá chanh này, sả lá chanh và ớt. Lạnh lạnh nên này chỉ chơi món này thôi. Ok. Xả ớt, xả đập ra, thái ra, sôi nữa, tí nữa làm tí sôi. Càng nhiều xả càng tốt, càng thơm. Ớt em mà ăn cay thì cho cay nhá, ăn vừa vừa thì cho vừa vừa, tôi cho 2 quả tôi ăn cay. Ok, và hành. Hành củ. Cõng tay quá trời này mà có ra hồ thì có không mất tiền thì tôi cũng chả ngồi. Không chỉ là đi câu mất tiền, chết lạnh thôi, không thể yêu thương nổi cái chai này.
Đó, bây giờ cho mỡ vào và phi thơm mấy cái này lên Đấy từ anh từ em, nhá. Cho mỡ sôi này. Cái này là hành củ mấy cả lá chanh, sả với ớt. Giờ cho sả ớt vào đảo trước. Đấy. Đảo cho nó vàng vàng hết đi, xong gần vàng thì bắt đầu là cho lá chanh với cả hành vào phi lên. Tí nữa áp vào gà, ok anh em. Tí nữa tôi sau vàng thì tôi sẽ quay. Món này mà trời này mà mùa lạnh ăn thì phê thì rụng rốn. Có một mình tôi một Đây con gà này, là gạo nếp ngâm để chút nữa là nấu sôi. Và nước sôi cái sôi này thì sẽ lấy để chấm với cả nước gà và ăn gà xé. Ok anh em, đây con gà này. Gà trống nhá. Đây là than và đây là giấy bọc để nướng. Hỗ trợ khuyến mại thêm 1 cân ngao nữa, tí hấp. Và tí nữa nướng thì tôi đi mua thêm 3 bắp ngô nếp đây. Tí nữa nướng gà thì tiện nướng ngô ngồi ăn luôn. Đấy. Anh em đảo này cho nó vàng lên này. Đảo cho nó gần vàng đi, xong rồi cho hành cho dĩa vào đảo nữa. Xem xém đi, để nó ok. Tôi nấu ăn hơi bị tởm đấy. Mấy anh em mà tôi thấy rằng như kiểu là cái ông nào mà khéo tay thì đéo lấy được vợ. Chứ còn nếu còn ông nào mà cứ dở dở ngương thì lại lấy vợ ngon. Tôi cái gì cũng biết, câu cá biết, chụp ảnh chụp pro, bao nhiêu lần tổ chức cho nhiếp ảnh miền Bắc rồi, bây giờ lăng xê các thứ cũng pro này, nấu ăn thì cũng đẳng cấp luôn. Một loanh quanh thì đéo có vợ, thế mới đèn này. Khả năng là tí nữa phải gọi thêm con em nào đấy vào nó ăn cho nó hết nữa thôi. Một mình tôi oánh chén quả này thì hết làm sao được. Ok. Đây. Nghỉ Tết Dương, đường Hà Nội vắng như chùa Bà Đanh. Chả biết làm cái trò gì, mỗi thiết kế món ăn thôi. Tôi chỉ mong nó nắng nắng lên để đi câu. Tôi đang tính bỏ cái món thuốc lá này quay sang hút cái món thuốc lào. Cái kiểu là bỏ chèo sang tuồng ha. Anh em ai hút thuốc lào điểm danh nhá. Người thấy hút thuốc lào nó phê hơn hút thuốc lá. Mà hút thuốc phiện thì nó lại còn phê hơn. Nhưng mà thôi. Hút thuốc lào là được rồi. Hút thuốc phiện nữa thì chết. Đấy anh em chuẩn bị vàng vàng rồi này. Chuẩn bị cho hành cho hiếc vào nữa là ok này. Ok anh em, giờ tôi cho hành cho hiếc vào. Đấy, hơi xem xém bắt đầu cho hành nhớ nhưng mà cái gì cũng tự túc một mình, nấu ăn cũng tự túc một mình, quay phim cũng một mình, cái gì cũng một mình. Đấy, anh em nhìn nhìn không đã thấy hấp dẫn rồi đúng không? À, tí nữa mà cái này mà cho mắm tí nữa này, nó vàng gần gần cháy rồi anh em cho mắm mấy cả mì chính vào nữa. À, thế là bọc vào gà hấp thôi. Ok. Ok nhá, tí nữa thì tôi sẽ bọc gà anh em xem. Rồi, quay em lên đây để thôi. nó sượm vàng như này là được này. Đây là tôi đã cho mắm và mì chính rồi nha. Đây, chờ tôi để cho nó nguội một tí nữa rồi bọc mấy cả gà. Rồi, bây giờ mà thò vào là bỏng tay. Đấy. Rồi anh em nhìn cái nước cốt này. Đấy, tí nữa ăn xôi sẽ chấm với cả cái này. Bọc vào con gà sau đấy thì nó sẽ chảy ra. Và lúc bóc gà ra thì sẽ chắt vào một cái bát và lấy để chấm xôi ăn. Rồi. Ok anh em. Ok anh em, đây là bây giờ là cái công đoạn tẩm ướp này. Bây giờ thì anh em cứ lấy cái lúc nãy ta làm lên thôi. Bây giờ bóp vòng quanh con gà. Cho vào bọc vào giấy bạc.
cái chân vào đây này, tí nữa cho xong. Nó còn rất nóng. Anh em cứ sát đều con gà thôi. Cho cả vào trong bụng trong biết nó. Rồi ok. Đấy rất chi là đơn giản, nó bôi xung quanh thôi. Món này trước đây tôi cũng có hướng dẫn một lần rồi. Ok nha. Yeah. Chân này không nghe lời, chui vào lại chui ra đâu. Đó, rồi anh em chạy cái giấy bạc ra. Cái nước này anh em có đổ vào trong bụng nó. Rồi đi rửa qua cái tay cái trong bọc. Ok. Đó. Đó giờ cho bọc ra. Đấy, cái lớp trong cùng này sạch là được. Đây, giờ bọc tiếp. Bọc ngang, bây giờ bọc dọc.
hết luôn. À, anh em bọc xong rồi này, bây giờ chỉ việc nhóm than lên nướng thôi. Bây giờ nướng thôi. Ok anh em, giờ nhóm than. Than đã nhóm lên xong rồi nhá, hồng rực này. Đây, tôi lấy xăng Zippo tôi nhóm nó rất là nhanh. Bây giờ chỉ việc đặt em này lên đây thôi và chờ nó chín cứ khoảng 5 phút, 5 phút anh em dở một lần cho tôi. Năm phút dở lần tầm 30 phút là chín thôi. Rồi bây giờ không cần phải làm gì cả, cứ chờ đợi là hạnh phúc thôi. Đấy. Ok, ném bắp ngô bên cạnh đây, bao giờ chín thì chín. À, thế rồi bây giờ ngao thì hấp rồi đây anh em, ngao đang đun. Đấy, trong ngày lạnh này một mình gặp một con gà này thì rất chi là hoành tráng đây. Ok anh em, tí nữa thì lúc gần chín thì tôi sẽ quay tiếp tục nhá, và đến lúc tôi dở ra thì tôi sẽ quay cho anh em xem. Ok, okay anh em, gà ngon nhá. Xong rồi khui thôi, em lấy dao em dọc nóng. Ui giời, khói nghi ngút kìa. Dọc sâu ra đây. Dọc sâu ra hai bên. Ui giời, hơi xém. Hơi dừ. Khói nghi ngút. À này phê à. Anh nhọn. Anh em ơi, chín rồi. Ôi xời, vàng ươm nha anh em nha, ngon nha. Đấy, loay hoay lúc mà có gà ngon nha, anh em nướng ăn nha.